Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với kênh mái trường tuổi thơ. Hôm nay cô hướng dẫn các em học môn toán lớp 5 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Bài 7, hỗn số. Tiết 1. Mời các em mở sách giáo khoa trang 23. Chúng mình cùng nhau học bài nào. Trước tiên cô trò chúng mình cùng nhau khởi động nhé. Câu hỏi 1. Nêu phân số chỉ số phần đã tô màu. Các em hãy suy nghĩ và nêu cho cô phân số chỉ số phần đã tô màu trong hình bên. Đáp án của cô như sau. Ở đây là 1 phần 4 số phần đã tô màu. Phần nữa, đây là hình vuông được chia làm 4 phần bằng nhau. Và tô màu 1 phần thì ta đọc là 1 phần 4. 1 phần 4 chính là phân số chỉ số phần đã tô màu. Câu hỏi số 2. Nêu phân số chỉ số phần đã tô màu. Mời các em suy nghĩ và trả lời nào. Đáp án của cô như sau. Câu trả lời là 5 phần 4. Ở đây các em thấy là đáp án của chúng ta đó là tô màu 5 phần. 4 Và 5 phần 4 này Gồm có mấy đơn vị và mấy phần Đáp án của cô như sau 5 phần 4 Gồm có 1 đơn vị và 1 phần 4 Ở đây được gọi là 1 đơn vị Còn đây là 1 phần 4 Vậy hôm nay cô sẽ dẫn các em nhận biết được khái niệm về hỗn số và nhận biết được hỗn số qua hình ảnh trực quan, nhận biết được phần nguyên, phần phân số của một hỗn số, chuyển được phân số thập phân thành hỗn số qua bài học ngày hôm nay. Đó là bài 7, hỗn số tiết 1. Chúng mình cùng nhau khám phá kiến thức nhé. Quan sát bức tranh sau, chúng mình quan sát thấy ở trong bức tranh đó là hình ảnh bạn Nam và bạn Việt bạn Mai và bạn Robot đang cùng ngồi trên một chiếc bàn. Và chúng ta thấy bạn Nam nói nếu chia đều 5 cái bánh cho 4 ban thì mỗi bạn được mấy phần cái bánh nhỉ? Bạn Robot trả lời nếu mỗi đứa mình lấy một cái bánh thì còn thừa lại một Chúng mình chia đều cái bánh còn thừa thành 4 phần là được. Bạn Việt nói, Vậy mỗi bạn sẽ được một cái bánh và 1/4 cái bánh. Ta sẽ viết như sau. 1 một và 1/4 một viết gọn là 1 một 1/4. Một Vậy 1 một 1/4 một được gọi là gì? À, các em ạ. 1 một và 1/4 một được viết gọn là 1 một 1/4. Một 1 một và 1/4 một được gọi là hỗn số. Ta đọc là 1 một và 1/4. 1 1/4 có phần nguyên là 1 và phần phân số là 1/4. Chúng ta quan sát sơ đồ như sau. 1 ở đây là phần nguyên. 1/4 chính là phần, phần phân số một là phần nguyên là một số tự nhiên một phần tư là phần phân số và phần phân số này có giá trị bé hơn một ta kết luận như sau mỗi hỗn số gồm hai phần đó là phần nguyên là số tự nhiên và phần phân số thì bé hơn một Mời các em đọc lại phần kết luận này nào. Tiếp tục. Để đọc hỗn số, ta đọc phần nguyên và chữ và, rồi đến phần phân số. Mời các em đọc lại nào. Cô có một ví dụ sau. 2, 3, phần 4. Thì ở đây phân số 2, 3 phần 4 Thì số 2 được gọi là phần nguyên là số tự nhiên Còn 3 phần 4 là phần phân số Phần phân số này bé hơn 1 2, 3 phần 4 ta đọc là 2 và 3 phần 4 Đây được gọi là hỗn số Như vậy là các em đã biết thế nào là hỗn số chưa? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau vận dụng kiến thức mà các em vừa học được ở phần khám phá để chúng mình làm các bài tập qua phần hoạt động nhé. Bài tập 1 yêu cầu như sau. Viết và đọc hỗn số thích hợp với mỗi hình theo mẫu. Các em quan sát mẫu. Mẫu ở đây đó là 2, 4 phần 9 ta đọc là 2 và 4 phần 9. Ở đây chúng mình quan sát thấy mô hình đó là các phần có hai phần nguyên, đó là hai băng giấy đã tô màu và một băng giấy là chia làm 9 phần bằng nhau, tô màu 4 phần thì đây được gọi là phần phân số 4 phần 9. Còn phần nguyên đó là hai phân số đã tô màu và ta viết được là 2 4 phần 9. Như chúng ta hiểu ở đây 2 và 4 phần 9 có nghĩa là 2 cộng 4 phần 9. Chúng ta cùng nhau làm IA. Ý IA ý ở đây chúng ta quan sát thấy có 3 băng giấy được tô màu. Và một băng giấy thì tô màu 7 phần 10. Ta sẽ đọc là, ta sẽ được hỗn số đó là 3 phần 7 phần 10. Ta đọc là 3 và 7 phần 10. Ý B, chúng ta quan sát thấy có một hình vuông đã được tô màu hết và một hình vuông được chia làm 8 phần bằng nhau. Có 5 phần đã tô màu. Ta được hỗn số 1, 5 phần 8. Đọc là 1 và 5 phần 8. Như vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 1. Ở bài tập số 1 này giúp cho chúng ta củng cố khái niệm ban đầu về hỗn số thông qua các hình ảnh trực quan. Như vậy, 3, 7 phần 10 và 1, 5 phần 8 được gọi là hỗn số. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm bài tập số 2. Ở bài tập số 2 yêu cầu như sau, hãy chỉ ra phần nguyên và phần phân số trong mỗi hỗn số. Ở đây chúng ta có các hỗn số sau. 3, 1 phần 4, 5, 5 phần 6, 12, 7 phần 10, 100, 59 phần 100. Chúng ta hãy vận dụng kiến thức ở phần khám phá mà các em đã học về hỗn số gồm có hai phần đó là phần nguyên và phần phân số. Chúng ta hãy chỉ ra xem đâu là phần nguyên và đâu là phần phân số trong các hỗn số sau nhé. Mời các em bấm dừng hình, chúng mình làm bài nào. Đáp án của cô như sau. Ở hỗn số đầu tiên, 3, 1 phần 4. Ta đọc là 3 và 1 phần 4. Thì ở hỗn số này, phần nguyên là số 3, là số tự nhiên, Phần phân số là 1 phần 4. Phần phân số sẽ bé hơn 1. Ở hỗn số 5, 5 phần 6. Thì ở đây chúng ta thấy là trong hỗn số này thì phần nguyên đó là số 5. Là một số tự nhiên. Còn ở đây phần phân số đó là 5 phần 6. 5 phần 6 này ở phần phân số là một số bé hơn 1. Tiếp tục hỗn số 12, 7 phần 10. Thì phần nguyên đó là số 12 là một số tự nhiên. Còn phần phân số là 7 phần 10 bé hơn 1. Tiếp tục hỗn số 159 phần 100 thì có phần nguyên đó là 100 còn phần phân số đó là 59 phần 100. 59 phần 100 bé hơn 1. Như vậy là cô trò chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 2. Ở bài tập số 2 giúp cho các em nhận biết được phần nguyên và phần phân số trong mỗi hỗn số. Các em cần lưu ý, mỗi hỗn số gồm có hai phần, đó là phần nguyên là số tự nhiên và phần phân số là bé hơn 1. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm bài tập số 3 Bài tập số 3 yêu cầu như sau Viết theo mẫu Các em quan sát mẫu Hỗn số 8 1 phần 3 được viết bằng 8 cộng 1 phần 3 Hỗn số 8 và 1 phần 3 Và ở đây cũng nghĩa là cộng cho nên ta có thể chuyển thành 8 cộng 1 phần 3 Tương tự như vậy, các hỗn số 1, 5 phần 7, 4, 1 phần 2, 2, 13 phần 100, 5, 3 phần 10. Các em hãy dựa vào mẫu để chúng ta chuyển hỗn số này thành phép tính cộng phân số. Mời các em bấm dừng hình chúng mình làm bài nào. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Hỗn số đầu tiên đó là 1 5 phần 7 Ta tách thành 1 cộng 5 phần 7 Đó chính là hỗn số đã được viết thành tổng của phần nguyên và phần phân số Phần nguyên là 1, phần phân số là 5 phần 7 1 cộng 5 phần 7 Hỗn số tiếp theo đó là 4 1 phần 2 Thì ta tách thành phần nguyên Tổng là phần nguyên cộng phần phân số Phần nguyên là 4 cộng phần phân số là 1 phần 2. Hỗn số tiếp theo 2, 13 phần 100 ta sẽ tách thành tổng của phần nguyên đó là 2 cộng phần phân số đó là 13 phần 100. Hỗn số 5, 3 phần 10 ta tách thành tổng phần nguyên và phần phân số như sau. Tổng ở đây đó là phần nguyên là 5 cộng phần phân số đó là 3 phần 10. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 3. Ở bài tập số 3 này giúp chúng ta củng cố về cách uh, viết hỗn số thành tổng của phần nguyên và phần phân số. Các em lưu ý phần nguyên chính là một số tự nhiên, còn phần phân số bé hơn 1. tiết học của cô hôm nay đến đây là hết thân ái chào tạm biệt các em chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau